Cái việc mà chúng ta hướng dẫn cho nhân sự của mình ấy, hay là đào tạo cho nhân sự của chúng ta, nó cũng tương tự giống như việc mà chúng ta nuôi dạy một cái đứa con của mình. Thì Linh muốn chia sẻ chúng ta về cái trải nghiệm trong giai đoạn mà Linh dạy cái đứa con của mình, đó là Lucky. Thì một câu chuyện rất là đơn giản thôi, đó là khi mà con của mình té xuống, chấn thương và bị đau, thì lúc đó bà vú chạy lại nói rằng là ở đánh bàn này, rồi đổ lỗi cái này đổ lỗi cái kia. Thì lúc đó Linh ở đó và Linh đã nói với bà vú là gì, không có được đổ lỗi như vậy. Và những lúc đó mình phải hỏi Lucky là ai làm con đau, ai đã làm con té. Thì lúc đó dù Lucky không thể nói lại được, nhưng lúc đó bé phải hiểu rằng là mình trả lời lại cho bé luôn, con làm con đau thì con phải chịu, con tự té con phải tự đứng dậy. Và lúc đó những cái lần đầu tiên ấy, mình nói thì bé vẫn khóc, thì lúc đó mình vẫn lặp đi lặp lại là ai làm con đau, ai làm con đau, ai làm con té. Có lần mình cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Sau đó thì bé bắt đầu hiểu rằng là do bản thân mình, và bé tự đứng dậy và nít không có khóc nữa. Và mỗi lần mà té đau là bé tự đứng dậy, và bây giờ nó trở thành một cái thói quen. Và vì sao mình lại làm cái điều này? Bởi vì đó là mình dạy cho đứa con của mình biết cách chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình. Bởi vì một trong những cái nguyên tắc để đi đến thành công, đó là chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân mình. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, thành công, sướng khổ, đau buồn, đó là do bản thân mình tự tạo ra. Và ngay từ bé chúng ta phải dạy cho bé cái cách đó là chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình. Giống như nhân sự của chúng ta vậy, khi mà có một cái thất bại, chúng ta nói rằng là bây giờ do Facebook quảng cáo bị quét, hay là do khách hàng, hay là do dịch Covid, hay là do tất cả mọi thứ. Có là mọi người thường có một cái thói quen đó là đổ lỗi. Thì trong nhân sự của công ty, cái đầu tiên chúng ta cũng cần phải dạy cho họ, đó là cách chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình. Khách hàng chưa mua bởi vì chúng ta nói chưa đủ tốt, chúng ta chưa đủ thuyết phục, chúng ta marketing chưa hay, và chúng ta chưa tạo được niềm tin cho khách hàng nên người ta chưa mua. Vậy đó là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải dạy cho họ, đó là cách chịu trách nhiệm 100% về bản thân mình. Vậy thì cái việc mà chúng ta dạy cho một nhân viên ấy, thì với cái việc mà chúng ta nuôi con ấy, thường nó tương đương với nhau. Và bạn nghĩ như thế nào về điều này? Và chúng ta sẽ xem những cái video kế tiếp. Xin chào.